thế nhân ngu si không hiểu nhân quả, đặc biệt là thời cận đại. Thời đại của tôi tốt hơn nhiều so với thời đại của bây giờ. Tuy không phải rất tâm tính nhưng không bài xích, không phê bình. Còn dễ dạy Người thời nay không dễ dạy Họ không tin Họ phi phán Nói quý vị là mê tín Nói quý vị không hợp khoa học Cho nên Hoặc càng cuồng vọng Thời đại chúng tôi lúc đó ngu si Không coi trọng nhân quả Bây giờ thì sao Hiện nay càng cuồng dòng Bác vô nhân quả Bài xích nhân quả Nói nhân quả là tôn giao, Nhân quả là mê tín Nhân quả là gạt người Đối với xã hội ngày nay Chư Phật Bồ Tát rõ như trong lòng bàn tay họ quá rõ ràng nên trong kinh dạy rất nhiều lần từng giờ từng phút nhắc nhở quý vị quý vị không tin tôi thấy câu này Tự nhiên nghĩ đến Đại sư Chương Gia Lúc tôi mới học Phật Không coi trọng giới luật Tôi có một tư tưởng sai lầm Cho rằng giới luật là đời sống quy phạm Đức Thế Tôn là người Ấn Độ của ba ngàn năm trước Ba ngàn năm trước đến nay Cuộc sống của ngày xưa và bây giờ không giống nhau làm sao chúng ta có thể sống cuộc sống của ba ngàn năm trước giữ quy củ của ba ngàn năm trước làm gì có đạo lý này quý vị xem ý niệm lệch lạc này của tôi còn cảm thấy rất quả lý nên không tiếp nhận Vì mà không gian mà nói Chúng tôi là người Trung Quốc Phật là người Ấn Độ Người Trung Quốc có tập quán sinh hoạt của người Trung Quốc Có văn hóa của người Trung Quốc Sao có thể sử dụng của người Ấn Độ Làm gì có đạo lý giới luật của người Ấn Độ Ba ngàn năm trước Tuy tôi không dám biện luận với chuyên gia đại sư Nhưng trong lòng tôi có suy nghĩ này Đại sư đều nhận ra Nên Ngài cũng không miễn cưỡng tôi Hàng phận chung sanh tùy tôi Nhưng Ngài dùng kỹ xảo Như là mỗi lần tôi đến học với Ngài Khi ra về, Ngài đều đưa tôi đến cửa Ở trước cửa, Ngài thường dặn dò tôi một câu Giới luật rất quan trọng Chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy Không luận tôi nghe hay không cứ mỗi lần đưa tôi ra cửa đều nói câu này Đây chính là nhiều lần giáo quân Từ bi đến tổ cùng Bởi thì Đại sư Duyên Tịch Lúc quả tá ngày Người ta kiến tạo một tòa tháp Tháp quả tăng Chúng tôi có mười mấy người Hoạt Phật Cam Châu dẫn đầu Ông là học trò lớp trước của Đại sư Chúng tôi làm trại bên tháp Tôi ở suốt ba ngày bên tháp Quả tán của Đại sư Tôi xin nghỉ làm ba ngày và ở suốt ba ngày ba đêm Còn họ ở đó thời gian lâu, ở đến hai ba tuần tôi ở đó ba ngày và nghỉ tôi theo học với đại sư ba năm ngài đã dạy tôi những gì hồi tưởng lại câu giới luật rất quan trọng câu này ngài nói quá nhiều lần nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc vì sao ngài nói câu này tôi cứ nghĩ dụng ý của ngài là gì khi nói câu này Người suy nghĩ mãi đến một hai tuần thì thông suốt giới luật là phật pháp phật pháp và pháp thế gian không giống nhau Phật Pháp là Pháp liễu sanh tử xuất luân hồi Tiêu chuẩn của nó chính là giới luật Còn Pháp Thế gian Là phương thức sống của đại chúng xã hội Nên Ba đời là khác nhau Ba đời là nói hạ thương chu Thời đại thay đổi thì cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi theo nên lễ pháp luật phải thường xuyên sửa đổi phật không thể sửa đổi giới luật của phật sửa đổi là không thể ra khỏi luân hồi nó là pháp xuất luân hồi quý vị chỉnh sửa thay đổi nó sẽ không ra khỏi luân hồi được tôi nghĩ thông suốt đạo lý này nhất định là ý này nên đã tiếp nhận giới luật sửa đổi quan niệm sai lầm trước đây nên lúc đó tôi nghĩ Đại sư chương gia duyên tịch là gì tôi Nếu Ngài không duyên tịch Chắc tôi vĩnh viễn không cố gắng suy nghĩ câu nói của Ngài Có thâm ý gì Nhưng Hay nói cách khác Căn bản học Phật của tôi sẽ không vững vàng Quan niệm sai lầm này quả nghiêm trọng Ngài ra đi khiến tôi siêng năng phản tỉnh Ba năm, Ngài dạy tôi điều gì, tôi học được những gì. Khi nghĩ như vậy, câu giới luật rất quan trọng này là điều lớn nhất trong việc học Phật. Đây là nền móng. Nếu sơ suốt điều này, những gì chúng ta học suốt đời là học Phật. Không phải Phật học. Quan trọng biết bao. Bởi vậy sư trú thế là dạy chúng sanh Sư duyên tịch vẫn là dạy chúng sanh Sư không làm như thế chúng tôi không tỉnh ngộ được Nên chúng tôi rất cảm ơn Thầy quyết định không được sơ xuất